thing. Kệ số không cần đâu. Lấy ghế màu đỏ, mình ghế màu đen. Em vợ thì bữa nay đưa tôi đi rồi đúng không? Ừ. Chị em. Chị em rửa. À. Không được đi về. Đi quanh quả đi chạy cùng mấy chú phụ không có chỗ không. À. Rủ mày đi vô dân gia mày lấy bà của đồ đi. Vô đó. Dân gia á. Dân gia là đó. Lấy về đồ này không có chỗ em chỉ chị á. Ừ, lấy mua được. Chỗ mua đó. Chỗ Nguyễn Hòa á chị. Chỗ à. Mua ừ. À cái chỗ chừng bữa vô định mới mua mà không mua được nó chị hả? Sao mai, sao mai, sao mai? Gần ở phía đường ở cái khi mà lo cái nước của ở cái khi á. Ừ. Ông kia ông cái anh mua mà lấy mua hả? Mua cái xếp cái gì thôi mà chứ. Chứ mà mãi cây sao em mua. Bách à? Mãi tiền. Đồ ly bà đi sợ tôi mua 50 mấy luôn, không suy nghĩ luôn. Bà sắm rồi chứ bà chi sắm rồi vợ luôn cái bộ dùm đó rồi. Ừ. Dùm đó cũng đẹp. Sáng định mang cái bộ vest đỏ nó mà thôi, nó không phù hợp với cái nơi này là mang sách này cũng đẹp hơn. Cái quần dài quá hơn. Cái nó không hợp mà, nhưng mà do cái này nó hợp hơn. Cái này giống tự tịch có hợp mà không? Cái vest mà quần dài là giống đúng được. Ừ. Nhưng mà Mạc Long để hầu Mạc Long mang nó thật. Ừ. Ý không mua hả? Ý là Ý không mua. Không mua à? Không mua. Nè, người con nói cái chi cũng bằng Ý mình. Số dài bằng Ý luôn. Ừ. Không mua hả? Không mua. Không mua. Không mua. Không mua. Đây. Đó. Dạ. Kêu em tay đi. Dạ, tự đi luôn rồi. Không thấy là tự đúng không? Không phải nhắc cái ăn thì được chứ biểu tim là thôi xăm mâu đó cũng xăm nữa mà biểu tim này chuyện nó chắc chua không mà tim nó đâu có đau đâu ta chứ bà thấy cái kim bà xỉu cho trời chưa có thấy cái tim nó nổi sẵn phong kinh tụ Trang bé ơi. Bà này chắc cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi bé hì. Đáng đi. Cho cái tàu để lâu quá nè. Hãy
còn một khách ở trên nó chờ nữa với lại ở dưới nữa. Ừ. Ủa tim hết cha mà răng lại tim chi ta? Ủa tim sao chị mà răng tim mũi ba hay thế ta? Tim chi cho nhiều vô. Cái này được cái nữa không? Sao? Chắc không đủ. Thôi, một cái. Cố gắng cầm nó nói nữa là xong rồi. Bụng bé vì nó cứng như trâu, cứng lì. Ừ. Giấy trẻ bình thường không cứ lấy. À, hay là rỗ rồi. Có vẻ hợp lý. Trước mà lon vô rồi mà đi mấy lần nhưng mà lúc nó đi vô có xí về liền mà do không có
Vì sợ về trễ á. Anh đi một lần đi với anh không có ông Bi nên là lo về cho rồi. Đừng có vuốt cái này em bị sưng đau. Rồi, thở lắm. Ừ, ok.